Chào các bạn, tôi rất vui khi hoàn thành và đem đến cho các bạn video về một phương pháp chữa bỏng kỳ lạ và đầy bí ẩn. Kỳ lạ bởi nó nằm ngoài mọi quan niệm, mọi hiểu biết, mọi tiến bộ của y học hiện đại, khi nó không dùng đến thuốc kháng sinh, không dùng đến thuốc sát trùng, không cần băng bó và thay băng gạc, không cần điều kiện vô trùng, không cần dùng thuốc giảm đau, không để lại sẹo. Người bệnh có thể, trong nhiều trường hợp, vẫn làm việc trong khi điều trị, đặc biệt dễ áp dụng và đặc biệt hơn, chi phí điều trị rất là thấp. Bí ẩn bởi nó được thực hiện mà không dựa vào một nghiên cứu khoa học nào mà vẫn mang đến kết quả tốt cho người bị bỏng. Bí ẩn bởi nó dùng một sản phẩm trong nghi lễ thờ cúng và cách thức tiến hành mang màu sắc huyền bí. Tôi là người Việt Nam và rất tự hào về phương pháp chữa bỏng độc đáo này của Việt Nam. Trước hết, mời các bạn xem những hình ảnh này. Các bạn có nhận ra nhân vật trong những bức ảnh mà các bạn vừa xem không ạ? Vâng, đấy chính là tôi. Một tai nạn xảy ra vào tháng 6 năm 2018 đã làm cho tôi bị bỏng vùng mặt, cổ, một phần ngực và tay. Tôi không khám và điều trị ở bệnh viện nên không biết mình bị bỏng ở mức độ nào. Thay vào đó, tôi điều trị tại một cơ sở chữa bỏng bằng Thổ Hương. Các ảnh được sắp xếp theo thời gian cho thấy sự chuyển biến của quá trình điều trị. Mời các bạn xem video sau đây. Này quay thổi mẹ mất sức ạ, không hiểu không?
Đây là video ghi lại việc thổi hương chiêu bổng, không có gì phức tạp phải không? Xin mời các bạn nhìn lại khuôn mặt của tôi bây giờ và so sánh với những hình ảnh mà các bạn vừa xem để thấy kết quả điều trị bỏng bằng phương pháp thổi hương. Không có vết sẹo nào do bỏng lưu lại, chỉ có một vệt nổi màu nhỏ trên môi, một kết quả tuyệt vời. Tôi không có dự định nghiên cứu về phương pháp chữa bỏng này ngay từ đầu, nên không hề chuẩn bị kế hoạch và dụng cụ thiết bị nghiên cứu cần thiết. Mặt khác, tôi điều trị bỏng trong giai đoạn tôi đang dồn tâm trí viết các kịch bản cho video chứng minh ánh sáng là sông dọc, nên cũng không chú ý đến việc khám phá phương pháp chữa bỏng này. Những hình ảnh mà các bạn vừa xem do bọn tôi chụp và quay bằng smartphone theo cách nghiệp dư nên không được rõ nét. Tôi chỉ bắt đầu suy nghĩ về phương pháp này khi World Cup diễn ra ở Cộng hòa Liên bang Nga. Người điều trị cho tôi là một người rất mê bóng đá. Có vẻ ông ấy đã thức đêm quá nhiều để xem bóng đá nên sức khỏe có suy giảm. Tôi cảm nhận được điều này khi thấy sức thổi của ông ấy yếu hơn và thời gian cũng ngắn hơn. Thế là tôi quyết định tự điều trị cho mình khi những vết bỏng của mình đã có những chuyển biến tích cực. Một số vết bỏng đã khỏi, còn một số vết bỏng sâu và chịu ảnh hưởng nhiều của sự vận động ở vùng cổ và ngực của tôi vẫn còn dịch lỏng chảy ra. Xem lên đây, chắc các bạn có thể thấy điều tôi nói rất vô lý phải không? Làm sao tôi có thể dám tự điều trị cho mình? Và đặc biệt, nếu các bạn đã xem video về thổi hương chữa bỏng thì có thể cho tôi là khoác lác. Làm sao tôi có thể tự mình thổi vào vùng ngực, cổ và mặt của mình được? Sự nghi ngờ này có lẽ còn lớn hơn trong những người không tin vào tính khoa học của phương pháp này, mà cho đó là tài năng riêng biệt của người chữa bỏng cho tôi, hoặc do sự trợ giúp của thần linh dành cho ông ấy. Điều tôi muốn nói với các bạn là không có điều gì huyền bí, không có gì mang tính tâm linh, không có gì gọi là tài năng thiên bẩm trong phương pháp chữa bỏng này. Và hơn thế nữa, nó là một phương pháp chữa bỏng mang tính khoa học cao, và tôi tin đây là phương pháp mang tính khoa học cao nhất trong mọi phương pháp chữa bỏng hiện nay trên thế giới. Tôi có nói quá lên không? Câu trả lời là không. Sau khi các bạn xem hết những video này, các bạn sẽ thấy điều tôi nói là đúng. Để có thể tìm và hiểu được cơ sở khoa học và phạm vi áp dụng của phương pháp chữa bỏng kỳ lạ này, chúng ta cần biết bỏng là gì. Bỏng là một loại chấn thương da hoặc các mô khác của cơ thể do tác dụng của nhiệt và của hóa chất. Tác dụng gây bỏng của nhiệt khi nhiệt phá hủy cấu trúc của các tế bào tạo nên da hoặc mô cơ thể. Có hai dạng bỏng do nhiệt: bỏng nóng và bỏng lạnh. Bỏng nóng là bỏng do tác dụng của nhiệt có mức nhiệt độ cao từ khoảng 65 độ trở lên. Các tác nhân gây nên dạng bỏng này là các chất khí lỏng rắn có nhiệt độ cao hoặc cháy, điện giật, sét. Bỏng lạnh là bỏng khi da hoặc mô tiếp xúc với các chất lỏng, chất rắn có nhiệt độ thấp khiến các tế bào bị đóng băng và chết. Bỏng hóa chất do các chất hóa học có khả năng phân hủy các tế bào, các mô của cơ thể như chất kiềm và axit mạnh. Chữa bỏng bằng thổi hương dùng cho chữa bỏng nhiệt nóng, nhưng cũng có thể chữa các bỏng khác sau khi có các nghiên cứu thêm. Vậy cơ sở khoa học nào dành cho phương pháp chữa bỏng bằng thổi hương là gì? Và làm thế nào để tôi có thể tự điều trị bỏng cho mình? Trước hết, tôi nói về cơ sở khoa học của phương pháp này. Loài người chúng ta nói riêng và các loài sinh vật trên trái đất nói chung, trong quá trình hình thành và phát triển đã tự tạo được những phương thức tự bảo vệ và tự phục hồi một số phần trên cơ thể do một số tác động nào đó từ bên ngoài. Chúng ta đã thấy một số loài cây tiết ra nhựa tại những chỗ cây bị gãy hoặc sứt vỏ. Chúng ta đã thấy ếch nhái mọc lại chi, thằn lằn mọc lại đuôi sau khi bị đứt. Loài người chúng ta tuy không có khả năng phục hồi lại một số bộ phận chức năng như ếch nhái, nhưng những vết thương hở trên da có thể tự phục hồi mà không cần có thêm tác động từ ý thức của chúng ta. Cơ thể chúng ta tự làm việc đó bằng việc làm đông cứng lượng máu chảy ra từ vết thương để tạo nên lớp vảy che phủ bảo vệ vết thương. Lớp vảy này có những tác dụng sau.
Một, vô hiệu hóa hoạt động của vi khuẩn đã xâm nhập vào vết thương khi cơ thể nhốt chúng vào trong lớp vảy. Hai, ngăn chặn sự xâm nhập tiếp theo của vi khuẩn. Ba, bảo vệ vết thương trước sự tấn công của côn trùng và các sinh vật khác. Bốn, chống chảy máu và các chất dịch khác của cơ thể. Năm, tạo chỗ dựa và bảo vệ các tế bào da mới phân chia chưa liên kết chặt với các tế bào và các chất liên kết khác dưới da. Có thể nói rằng lớp vảy này chính là một lớp băng gạc tự nhiên do cơ thể nhiều loài sinh vật tạo ra để tự băng bó vết thương mà không cần việc băng bó từ bên ngoài. Lớp băng gạc này chỉ băng một lần và tồn tại suốt trong quá trình phục hồi vết thương. Nó tự băng ra sau khi vết thương đã lành. Trở lại với phương pháp chữa bỏng thổ hương. Có một sự khác biệt giữa vết bỏng và vết thương do tác động cơ học gây chảy máu. Đó là tác nhân gây bỏng là mất khả năng chảy máu tại vết thương. Vì sự khác biệt này mà vết thương do bỏng dễ gây nguy hiểm hơn, bởi cơ thể không tạo được một cơ chế tự bảo vệ và phục hồi mà tôi đã nêu. Có thể nói rằng quá trình tiến hóa đã tạo nên cơ chế phục hồi vết thương do tác động cơ học, nhưng không tạo được cơ chế đó cho vết thương bỏng. Phương pháp chữa bỏng bằng thổi hương chính là phương pháp khoa học hỗ trợ cho cơ chế tự phục hồi vết thương bỏng. Tôi sẽ giải đáp cho các bạn sự hỗ trợ đó là như thế nào. Để hiểu rõ phương pháp này, các bạn cần biết hương là gì. Hương còn có tên gọi khác là nhang. Ở nhiều nước Đông và Nam châu Á thì trả lời cho câu hỏi này là thừa. Nhưng với phần còn lại của thế giới thì câu hỏi này vẫn cần có câu trả lời. Nói ngắn gọn là như thế này. Hương là một sản phẩm dùng trong nghi lễ thờ cúng tín ngưỡng ở một số nước Đông và Nam châu Á. Hương được làm từ bột gỗ, chất kết dính có nguồn gốc thực vật, chất tạo mùi hương từ trầm hương. Ba thành phần này được trộn với nhau và bọc bên ngoài một cái que tre, tạo thành que hương hay còn gọi là nén hương. Có một biến thể của hương là nhang đen, không có thành phần bột gỗ nên không dùng cho việc chữa bỏng được. Đây là những thể hương. Và đây là những nén hương. Khi sử dụng, châm lửa đốt để cho que hương cháy, sau đó thổi tắt ngọn lửa để nén hương chỉ bén mà không bốc cháy. Que hương được đốt tạo nên một mùi hương đặc trưng và tạo cảm giác thư thái, dễ chịu. Vậy tác dụng chữa bỏng của hương là gì? Câu trả lời, tác dụng chữa bỏng của hương nằm ở hai thành phần, cho bụi hay là tàn nhang và hơi nóng, gọi theo vật lý là nhiệt lượng tỏa ra từ quá trình cháy của hương. Mỗi thành phần trên đây tác dụng vào một quá trình phục hồi vết thương. Một câu hỏi là tại sao cần cho bụi và tác dụng của cho bụi là gì trong phương pháp chữa bỏng bằng thổi hương? Có thể sẽ có nhiều người rất ngỡ ngàng với câu trả lời của tôi. Người chữa bỏng cho tôi cũng chưa hiểu được tại sao ông ấy có thể chữa được bỏng bằng phương pháp của mình. Điều này có thể khiến các bạn nghi ngờ câu trả lời của tôi. Các bạn hãy nhớ rằng tôi đã có quyết định tự chữa bỏng cho mình khi vết bỏng chưa lành hẳn và tôi đã thành công. Quyết định đó dựa trên sự quan sát và suy nghĩ thấu đáo về phương pháp này. Vâng, tác dụng của cho bụi từ nén hương đang cháy lên vết bỏng là hỗ trợ cơ thể tạo nên các vải bảo vệ giống như lớp vải được tạo ra từ lớp bao đông trên các vết thương có chảy máu. Điều này có vẻ kỳ lạ, nhưng đúng là như vậy. Việc thổi hương chính là việc phun vào vết thương một lớp cho bụi rất mỏng lên bề mặt vết thương. Lớp cho bụi nóng và hoàn toàn vô trùng này sẽ kết hợp cùng với huyết tương và các chất dịch, các chất nguyên sinh của các tế bào bị tổn thương do bỏng tạo thành một lớp vảy che vết thương. Đây là lý do tại sao không dùng được nhang đen trong chữa bỏng, vì nhang đen không có nhiều cho bụi. Nhưng nếu có quá nhiều cho bụi nóng có thể gây bỏng thêm cho vết thương. Đây cũng là câu trả lời tại sao lại dùng hương để chữa bỏng mà không dùng các loại vật liệu tạo bột không nóng khác. Hương kết hợp với cách thổi và di chuyển của người thổi cung cấp lượng bột mịn vừa đủ cho tạo vải trên vết bỏng. Sử dụng một sản phẩm dùng trong nghi lễ thờ cúng nhưng lại phù hợp với việc chữa bỏng là một cách làm rất sáng tạo của tiên nhân. Tác dụng của lớp vải này giống như lớp vải được tạo ra từ mảng bao đông mà tôi đã nói ở trên. Các bạn có thể quan sát thấy sự hình thành và bong lớp vải trên những vết bỏng trong loạt ảnh mà tôi cho các bạn xem ở phần đầu video này. Quá trình chữa bỏng bằng thổi hương có thể được coi là hoàn thành khi lớp vảy đã được tạo ra bởi quá trình phục hồi vết thương sau đó do cơ thể tự thực hiện. Tôi rút ra kết luận về vai trò của tro bụi hay tàn nhang
Trong phương pháp chụp bỏng này, khi phát hiện sự thật về những mảnh giấy mỏng mà người chưa bỏng cho tôi dán lên một số vết bỏng sâu trên mặt tôi. Mời các bạn xem bức ảnh này. Những vệt trắng trên mặt của tôi là phần còn lại của những mảnh giấy mỏng được dán vào vết bỏng. Phần lớn của những mảnh giấy này đã chìm vào lớp vảy phủ trên vết bỏng. Ban đầu tôi cho rằng đó là những mảnh giấy có tẩm thuốc chữa bỏng. Tôi có một câu hỏi là nếu đây là giấy tẩm thuốc chữa bỏng thì tại sao người chữa bỏng không dán lên tất cả các vết bỏng mà chỉ dán ở những vết bỏng sâu? Một câu hỏi nữa là tại sao đã dán giấy tẩm thuốc mà người chữa bỏng vẫn còn dùng phương pháp thổi gương để chữa bỏng? Hai câu hỏi này kích thích trí tò mò của tôi và buộc tôi vào việc tìm ra câu trả lời. Khám phá đầu tiên của tôi đó là những mảnh giấy được người chữa bỏng dán lên một số vết bỏng của tôi không hề tẩm một hóa chất gì. Chúng chỉ là những mảnh được cắt ra từ loại khăn giấy mỏng. Mảnh khăn giấy chỉ có tác dụng ngăn chặn tạm thời khi có nhiều dịch lỏng từ vết bỏng chảy ra ngoài bởi tính sốt của khăn giấy, và chúng là một thành phần trong lớp vải mới được tạo ra che phủ vết bỏng. Mặc dù những mảnh khăn giấy tham gia vào thành phần của lớp vải, nhưng chúng không có tác dụng hình thành lớp vải và nó không tạo được liên kết với chất dịch lỏng. Nó chỉ là chỗ chứa tạm thời cho dịch lỏng khi lượng cho bụi từ hương cháy chưa đủ liên kết toàn bộ dịch lỏng chảy ra từ vết bỏng. Đây là trả lời cho câu hỏi tại sao người chữa bỏng cho tôi không dùng khăn giấy dán lên toàn bộ vết bỏng. Những khám phá mà tôi tìm được đã dẫn đến việc tôi tự chữa bỏng cho phần còn lại của tiến trình chữa bỏng. Có một thành phần nữa tham gia vào quá trình phục hồi vết thương bỏng mà tôi đã nói ở trên, đó là nhiệt lượng tỏa ra từ quá trình quê hương bị cháy sẽ tác động như thế nào vào quá trình phục hồi vết thương. Tác dụng của nhiệt lượng này thể hiện trên mấy điểm sau. 1. Giúp tăng cường lưu thông máu đến vết thương. Sự tăng cường lưu thông máu làm giảm đau cho vết thương bằng việc giảm nồng độ các chất hóa học gây đau sinh ra trong quá trình các tế bào bị tổn thương. Những người bị bỏng và điều trị bằng phương pháp chữa bỏng bằng thổi hương như tôi đều có cảm nhận về sự giảm đau ngay lần đầu điều trị. Y học hiện đại chỉ có thể làm giảm đau bằng thuốc tiêm vào cơ thể, đánh lừa cảm nhận của hệ thần kinh mà không cải thiện được việc lưu thông máu. 2. Cung cấp được nhiều chất dinh dưỡng giúp đẩy nhanh quá trình phát triển và phân chia tế bào vùng tổn thương, vết thương sẽ mau lành. 3. Máu được lưu thông tốt sẽ mang đến nhiều bạch cầu giúp tiêu diệt các vi khuẩn có hại đã xâm nhập vào trong vết bỏng. 4. Tác dụng của nhiệt nữa mà các bạn chưa được nghe và tôi sẽ nói rõ hơn trong video nói về liệu pháp môi trường nhiệt dùng chữa bệnh trong y học. Đó là thiết lập một môi trường không thích nghi cho hoạt động của các loại vi khuẩn có trong vết thương. Các vi khuẩn đã xâm nhập vào vết thương và không bị nhốt trong lớp vảy sẽ không hoạt động được trong môi trường này và sẽ bị tiêu diệt bởi các tế bào bạch cầu. Đến đây có thể các bạn đã hiểu được tại sao phương pháp chữa bỏng bằng thổi hương lại đặc biệt có hiệu quả cao như tôi đã nói trong phần đầu video này. Và hơn thế nữa, nó không hề chứa được một yếu tố thần bí nào, nó chỉ hỗ trợ cho cơ thể tự phục hồi vết thương. Trong thực tế thì mọi phương pháp chữa bỏng ngày nay chỉ yếu cũng chỉ là ngăn chặn sự xâm nhập và tấn công vết thương. Nói ngắn gọn là chống nhiễm khuẩn và hỗ trợ một phần quá trình tự phục hồi của cơ thể. Phương pháp chữa bỏng bằng thổi hương là phương pháp đơn giản nhất trong số đó. Tôi xin phân tích hiệu quả của phương pháp này. Về mặt thời gian, thời lượng điều trị ngắn, các bạn có thể thấy thời lượng cho một lần thực hành thổi hương là không nhiều. Tùy theo diện tích bị bỏng mà thời lượng cho một lần thực hành điều trị chỉ kéo dài từ 1 đến 7 phút, có thể ngắn hơn thời lượng của một lần thay băng gạc. Các bạn có thể thấy thời lượng thực hành điều trị trong đoạn video ghi cảnh thổi hương chữa bỏng mà tôi đã cho các bạn xem chỉ có hơn 3 phút. Mỗi ngày thực hành điều trị từ 1 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau 4 đến 6 giờ. Trừ trường hợp bị bỏng nặng, bệnh nhân phải nằm tại chỗ, còn các trường hợp khác, bệnh nhân có thể về nhà hoặc làm việc sau mỗi lần thực hành điều trị. Tùy theo mức độ nặng nhẹ và vết thương lành sau từ 1 đến 3 tháng, các bạn dễ dàng tính ra tổng thời lượng thực hành điều trị rất là ít phải không? Bệnh nhân cũng không cần phải khám và xây dựng phác đồ điều trị ngay từ ban đầu. Có thể điều trị ngay sau khi bị bỏng mà không cần phải sơ cứu, hoặc nếu có sơ cứu thì chỉ sơ cứu bằng nước lạnh. Thời gian bị mất nhiều nhất của bệnh nhân trong quá trình điều trị, nếu có, chỉ là đi lại và chờ đợi.
Khoảng thời gian này lớn gấp hàng chục lần thời gian thực hành điều trị. Nếu bệnh nhân tự thực hiện được việc này hoặc người thân thực hiện thì khoảng thời gian này bằng không. Về chi phí điều trị, tiêu hao vật tư chính cho mỗi ca bệnh chỉ từ 2 đến 5 thẻ hương, có lẽ còn ít hơn. Mỗi thẻ hương này có giá chưa đến 2.000 Việt Nam đồng. Như vậy với ca bỏng nặng thì chi phí cho vật tư chính không vượt quá 1 đô la. Vật tư phụ không có hoặc không đáng kể. Chi phí tiền công bình quân khoảng 6 triệu Việt Nam đồng trong một tháng. Bệnh nhân tự thực hiện thì chi phí này là bằng không. Tổng chi phí cho một ca bỏng nặng không quá 20 triệu Việt Nam đồng. Như vậy là chưa đến 1.000 đô la Mỹ. Chi phí này chưa tính đến đi lại và ăn uống. Nếu người bị bỏng tự điều trị cho mình bằng phương pháp thổ hương thì kinh phí điều trị sẽ không nhiều hơn số tiền bỏ ra mua hương và sẽ xấp xỉ không nếu các bạn sáng tạo ra các vật liệu thay thế cho hương. Các bạn ngạc nhiên phải không? Mà sự ngạc nhiên của các bạn là đúng thôi, bởi đây là phương pháp chữa bỏng độc đáo. Tính kinh tế của phương pháp này còn thể hiện ở chỗ không cần có cơ sở điều trị hiện đại và các trang thiết bị đắt tiền. Địa điểm nào cũng có thể thực hành điều trị được. Tính an toàn cao. Phương pháp này mô phỏng lại quá trình phục hồi vết thương mà tự nhiên đã hình thành trong quá trình tiến hóa của sinh vật và không sử dụng sự can thiệp nào, bao gồm cả hóa chất, nên không hề gây nên một tác dụng không mong muốn nào. Bệnh nhân không phải chịu đau đớn khi xét nghiệm, tiêm thuốc kháng sinh, lau rửa vết thương, bôi thuốc và băng bó, bởi tất cả các biện pháp này đã bị loại bỏ. Bệnh nhân cũng không phải lo bị nhiễm trùng vết thương, bởi phương pháp này đã ngăn chặn triệt để sự xâm nhập của vi khuẩn, đồng thời khống chế sự hoạt động của những vi khuẩn đã xâm nhập trước đó. Các bạn đã nhìn thấy hình ảnh của tôi trong quá trình điều trị bỏng. Vâng, không hề có sự băng bó nào mà hàng ngày tôi vẫn di chuyển gần 40 km bằng xe máy từ nhà đến nơi điều trị và quay về. Việc che chắn vết thương chỉ bằng chiếc mũ bảo hiểm. Việc không phải sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị còn giúp giải quyết vấn nạn mà y học hiện đại vấp phải. Đó là việc các vi khuẩn hình thành khả năng kháng lại thuốc kháng sinh. Vết thương không để lại sẹo do các tế bào da mới sinh không bị việc lau rửa vết thương tiêu diệt. Đây chính là điểm đánh giá phương pháp chữa bỏng này bằng thổ hương mang tính khoa học cao nhất trong các phương pháp chữa bỏng hiện nay. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao phương pháp chữa bỏng này có hiệu quả cao như vậy mà không được nhiều người biết đến và không được phổ biến rộng rãi? Có hai nguyên nhân của vấn đề này. Một, nguyên nhân về niềm tin. Không tin vào khả năng chữa thương. Nguyên nhân này xuất phát từ tính đơn giản của phương pháp. Do không được thực hành bởi các y bác sĩ, các cơ sở khám chữa bệnh, các trung tâm nghiên cứu y học nên có nhiều người biết nhưng e ngại sử dụng phương pháp này. Niềm tin sai lệch. Niềm tin này thể hiện theo hai xu hướng. Một, cho rằng có sự trợ giúp của thần linh hay một sức mạnh thiên nhiên nào đó. Hai, cho rằng đây là tài năng bẩm sinh. Hai, nguyên nhân về thực hành. Các bạn đã nhìn thấy trong đoạn video, người điều trị dùng hơi thở của mình để thổi hương phả vào vết bỏng. Điều này đòi hỏi một quá trình rèn luyện dài để có kỹ năng điều khiển hơi thở và duy trì được sức lực trong một ngày điều trị. Các bạn thử tự hít vào rồi thổi ra bằng miệng vài lần sang sang. Tôi tin rằng các bạn khó làm được điều đó qua 5 phút vì sẽ rất mệt. Nguyên nhân này khiến cho người điều trị không thể chữa được cho nhiều người trong một ngày. Mặt khác, khói cả bụi sinh ra trong nghiệp đốt hương cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của người điều trị. Hai nguyên nhân này hạn chế số người được điều trị và do đó người điều trị không quảng cáo phương pháp chữa bệnh của mình. Những người biết và đến điều trị theo sự chỉ dẫn của những người đã được điều trị và tôi cũng là một trong số đó. Tôi sẽ cung cấp địa chỉ của người điều trị bỏng bằng thổi hương cho ai có yêu cầu. Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi tôi tự áp dụng phương pháp chữa bỏng bằng thổi hương cho mình như thế nào. Có hai điều tôi không thể thực hiện được trong việc tự chữa bỏng. Đó là tôi không tự thổi thẳng vào mặt của mình được và không có sức để thổi trong thời gian dài. Điều này khiến tôi nghĩ đến việc phải tìm kiếm một thiết bị cho việc này. Mất vài ngày suy nghĩ, tôi đã tìm được cái này. Một cái máy sấy tóc. Vâng, cái máy sấy tóc đã trở thành người thổi hương, thành thôi hương ươi cho tôi. Vấn đề là người thổi hương cho tôi không có tay để cầm hương và hơi thổi quá mạnh làm tắt hương. Phải chế tạo ra cách để cầm hương và điều chỉnh hơi thổi cho người thổi hương. Và đây là cái đó.
Một vỏ lon nước uống được đục bỏ đáy để lắp được vào miệng máy xe tắp. Trên thành lon đục một lỗ to nằm sát đáy để lắp mảnh điều chỉnh lượng gió. Cần thêm một thanh chặn cho mảnh điều chỉnh này. Một lỗ tròn khác phía miệng lon để lắp ống giữ hương. Ống giữ hương và mảnh điều chỉnh gió được làm từ một vỏ lon nước uống khác. Đường kính ống giữ hương tùy thuộc vào số que hương được dùng. Ống giữ hương của tôi vừa với 6 que. Người điều trị cho tôi dùng toàn bộ 16 que có trong thẻ hương. Trong thực tế, số lượng que hương được dùng trong một lần là không quá quan trọng và được sử dụng nhiều hay ít căn cứ vào diện tích bị bỏng. Như vậy, thiết bị thổi hương của tôi đã được tạo ra và tôi đã dùng nó để tự điều trị vết bỏng trong phần sau của quá trình điều trị. Mỗi ngày tôi điều trị 3 lần, mỗi lần khoảng 2 phút trong thời gian nửa tháng điều trị đến khi các vết bỏng lành hẳn. Giá như người điều trị cho tôi có cái máy thổi như tôi đã tạo ra thì số lượng người được điều trị theo phương pháp này sẽ tăng lên rất nhiều, đồng thời hạn chế được những tác động xấu từ khói và cho bụi đến sức khỏe của người điều trị. Tôi còn ứng dụng phương pháp này để tự điều trị cho mình một cái polyp mọc trong mũi và một cái u hắc tố mọc trên lưng của tôi. Tôi sẽ trình bày việc điều trị này trong các video khác. Các bạn có thể thấy, người thổi hương của tôi làm việc hàng ngày mà không biết mệt, thật tuyệt vời. Phương pháp thổi hương không chỉ dùng cho chữa bỏng mà còn dùng trong điều trị vết thương do tác động cơ học bị chảy máu mà lượng máu mặc dù đã đông lại nhưng không đủ che kín vết thương, không ngăn được hết dịch chảy ra ngoài và tính hiệu quả không khác so với chữa bỏng. Dưới tác dụng của nhiệt sinh ra từ sự cháy của hương mà một số bệnh cũng được chữa khỏi bằng phương pháp này như điều trị các u, cục, mụn, nhọt, mụn cóc, nhọt, viêm da, nấm, lở, ngứa, dị ứng thời tiết trên da, v.v. Chữa bỏng bằng thổi hương và các bệnh tôi vừa nêu là các phương pháp chữa bệnh mà tôi gọi là liệu pháp môi trường nhiệt và tôi sẽ trình bày trong video tiếp theo. Tôi sẽ hướng dẫn chế tạo dụng cụ chữa bỏng bằng thổi hương sau khi các bạn hiểu được thế nào là liệu pháp môi trường nhiệt, hiểu thế nào là nhiệt trợ và nhiệt trị. Tôi làm những video này không chỉ là thông báo về một khám phá khoa học mà còn mong muốn phương pháp chữa bỏng này và một số bệnh tôi vừa nêu có thể giúp ích cho rất nhiều người không may mắn, đồng thời mở ra một hướng nghiên cứu điều trị bệnh mới trong y học. Tôi xin nói rõ ràng thế này. Có nhiều bệnh mà tôi nêu trên được chữa khỏi chỉ với chiếc máy xe tắp, thậm chí là chỉ với cục than gỗ đang cháy hồng. Các bạn nhấn vào nút chia sẻ những video này cho nhiều người để những người không may mắn mắc phải bệnh mà tôi vừa nêu tiếp cận được một phương pháp chữa bệnh mới lạ, có tính ứng dụng cao, có thể tự thực hiện nếu không may bị mắc bệnh và giúp người khác chữa bệnh. Tôi đoán rằng hầu hết mọi người đã từng được áp dụng hoặc tự áp dụng ít nhất một lần liệu pháp môi trường nhiệt để chữa bệnh cho mình hoặc cho người khác. Và tôi cũng đoán rằng có không nhiều người biết mình đã áp dụng liệu pháp chữa bệnh này. Các bạn hãy nhấn vào nút có chữ đăng ký màu đỏ trên màn hình để biết tự mình hoặc đã được áp dụng liệu pháp môi trường nhiệt như thế nào trong video tiếp theo của tôi. Tôi xin nhắc lại là phương pháp này không có gì là thần bí, ai cũng có thể thực hành được với một chút sáng tạo. Các bạn hãy tin tôi, bởi tôi là nhân chứng trực tiếp của phương pháp chữa bệnh kỳ diệu này. Tôi muốn nói với các bạn như thế này, để khám phá các bí ẩn, đừng phủ lên chúng bất kỳ một màn che nào không thuộc về chúng. Và một điều rất quan trọng khác, đó là tìm ra các câu hỏi về chúng. Tôi biết chắc chắn rằng đã có trung tâm khoa học lớn nghiên cứu về phương pháp chữa bỏng bằng thổi hương, nhưng họ không thành công bởi họ đã phủ cái màn che tiềm năng con người lên nghiên cứu của họ, coi khả năng chữa bệnh bằng phương pháp thổi hương là tài năng riêng của người chữa bỏng. Những người phủ cái màn che có sự trợ giúp của thế lực siêu nhiên sẽ không thể nhận ra cơ sở khoa học của phương pháp này, và họ sẽ không thể trả lời cho câu hỏi tại sao đã có sự trợ giúp mà phương pháp này không thể chữa được bác bệnh, và do đó không thể nhận ra tiềm năng to lớn của liệu pháp môi trường nhiệt. Tôi đã cho các bạn thấy là không hề có tiềm năng và cũng không hề có yếu tố tâm linh hay chuyển biến nào trong phương pháp chữa bỏng này, mà ngược lại còn xác định đúng tính chất khoa học của phương pháp. Tôi đã biến rủi ro của mình thành điều may mắn cho nhân loại khi khám phá được bí ẩn và sự kỳ diệu của phương pháp chữa bỏng bằng thổi hương. Nhưng sự may mắn này sẽ chỉ đến được với những người bị bệnh khi các bạn đã xem và chia sẻ những video này cho nhiều người khác để giúp những người không may mắn được chữa bệnh với chi phí thấp và hiệu quả cao. Và điều tốt hơn nữa là giúp những người nghèo cũng chữa được bệnh. Sự chia sẻ của các bạn còn góp phần vào phát triển một phương pháp chữa bệnh độc đáo và kỳ diệu của người Việt Nam, làm tăng niềm tự hào
của người Việt sau thành tích chống dịch Covid-19. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Kiều Xuân Dục, người đã chữa bỏng cho tôi. Ông xứng đáng được gọi là thầy, mặc dù không dùng bất kỳ một loại thuốc nào trong chữa bỏng, bởi kết quả chữa bỏng ông vượt lên trên tất cả. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, đăng ký, chia sẻ và thích video này. Xin chúc các bạn mọi điều tốt lành.